Tượng bộ đồ quá đỉnh luôn. Em nói thiệt cả nhà, cái con này 2 triệu cả nhà thấy có mắt không? Con chim như này mà 2 triệu nó không có mắt nha. Mùa này chim đổ lông hết mà giờ con này nó như vậy là phải nói là đỉnh đỉnh luôn. Cả nhà xem kỹ, con này 2 triệu đâu có mắt đâu. Kẹt tiền mới bán, kẹt tiền bán chim luôn cả nhà, kẹt tiền mới bán nha, 2 triệu nha, anh em mình thích giao lưu chơi nha, đang kẹt tiền quá, đó nhìn bộ tướng nghe giọng hót chưa, anh em thấy rồi đó, số điện thoại mình là 0354178629 nha, anh em nào có thích đam mê chim cảnh giao lưu với mình thì hai cũ nha. 2 triệu thì nói chung là đuôi lông đuôi rồi mọc chưa có đều mấy nha, lông cánh thì đã đều rồi, lông đuôi chưa có đều, 2 triệu nha, 0354178629 nha, anh em vô lưu rồi alo mình nha. Mùa này chim nó không căng lửa mấy thì mà mình cũng không chăm vì nó đổ lông rồi, mình đang để cho nó đổ luôn, mình không có chăm, chăm căng lửa nó sẽ bị chai lông thì mình không chăm nha, chứ để cho lông đổ hết rồi nó ra lại hết đầu nó ra lông mới mình mới chăm nha. Như này có 2 củ là quá rẻ, tướng bộ rất đẹp nha cả nhà. Quá đẹp luôn á. Hầu bò nha, mồng lăng luôn, hầu bò luôn nha. Đuôi tôm luôn nha. Dáng thon dài. Cả nhà thấy không? 0354178629 nha. Anh em nào giao lưu thì liên hệ mình nha, 2 triệu nha. Bò thấy hồng hồng ghê chưa, mỗi lần hót cái nó phồng cổ ra ghê chưa, thấy hồng bò rất dữ nha. Kẹt tiền mới bán, kẹt tiền bán chim luôn cả nhà, kẹt tiền mới bán nha, 2 triệu nha, anh em mình thích giao lưu chơi nha, đang kẹt tiền quá, đó nhìn bộ tướng nghe giọng hót chưa, anh em thấy rồi đó, số điện thoại mình là 0354178629 nha, anh em nào có thích đam mê chim cảnh giao lưu với mình thì hai cũ nha. 2 triệu thì nói chung là đuôi lông đuôi rồi mọc chưa có đều mấy nha, lông cánh thì đã đều rồi, lông đuôi chưa có đều, 2 triệu nha, 0354178629 nha, anh em giao lưu rồi alo mình nha. Mùa này chim nó không căng lửa mấy thì mà mình cũng không chăm vì nó đổ lông rồi, mình đang để cho nó đổ luôn, mình không có chăm, chăm căng lửa nó sẽ bị chai lông nên mình không chăm nha, chứ để cho lông đổ hết rồi nó ra lại hết đầu nó ra lông mới mình mới chăm nha.
Như này có hai củ là quá rẻ. Tướng bộ rất đẹp nha cả nhà. Quá đẹp luôn á. Hầu bò nha, mồng lăng luôn, hầu bò luôn nha. Đuôi tôm luôn nha. Dáng thon dài. Cả nhà thấy không? 0354178629 nha. Anh em nào giao lưu thì liên hệ mình nha, 2 triệu nha. Hầu bò thấy cái họng hồng ghê chưa? Mỗi lần hót cái nó phồng cổ ra ghê chưa? Thấy hầu bò rất dữ nha. Tướng bộ đồ quá đỉnh luôn. Em nói thiệt cả nhà, cái con này 2 triệu cả nhà thấy có mắt không? Con chim như này mà 2 triệu là không có mắt nha. Mùa này chim đổ lông hết mà giờ con này nó như vậy là phải nói là đỉnh đỉnh luôn. Cả nhà xem kỹ, con này 2 triệu đâu có mắt đâu.